Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn là bộ phim ngôn tình đang rất được quan tâm hiện nay với sự kết hợp đỉnh cao của hai diễn viên đình đám Xí Bít, Dương Tử và Tiêu Chiến. Được truyền thể từ cuốn tiểu thuyết Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn của tác giả Giàng Tiểu Lục. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của anh chàng bác sĩ điển trai Cố Ngụy và cô sinh viên trường nhạc Lâm Chí Hiệu. Năm cuối đại học, Lâm Chí Hiệu phải chia tay bạn trai và từ bỏ cơ hội làm việc trong một công ty lớn vì bố của cô bị ung thư. Cuộc sống rơi vào bế tắc, lại đứng trước sự đau khổ khi sắp mất đi người thân duy nhất, Lâm Chí Hiệu muốn sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng, sự xuất hiện của anh chàng bác sĩ Cố Ngụy đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô. Đây là anh chàng bác sĩ chữa trị chính cho bố của Lâm Chí Hiệu. Cả anh và cô đều đã từng chịu đựng những tổn thương rất lớn trong tình yêu, không dám tin vào bất cứ ai. Ấy vậy mà định mệnh đã cho họ gặp nhau, làm quen, gần gũi và yêu thương nhau sâu đậm. Bộ phim sẽ chính thức lên sóng ngày 8 tháng 9 năm 2021. Dự đoán đây sẽ tiếp tục là một trong những bom tấn đình đám của màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian sắp tới. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.